Tên tôi là Juan Lu Gimet. Tôi 33 tuổi và sống ở Huarmey, Peru. Bạn bè gọi tôi là Purunga. Tôi là người thu hoạch sò. Tôi yêu sa mạc. Môi trường nơi đây thật yên bình. Điều đó giúp tôi khởi đầu một ngày mới tốt đẹp. Tâm hồn tôi luôn yên ổn. Giữa sa mạc và Thái Bình Dương của chúng tôi, tại điểm giữa, những gì chúng tôi trải nghiệm trên đường xuống là 100% adrenaline tinh khiết. Không sợ hãi và không nhìn xuống. Để đến đích của mình, bạn phải xuống với tâm trí thật tự do và thoải mái. Vì nếu bạn xuống với tất cả căng thẳng và mọi vấn đề từ cuộc sống thị trấn của mình, bạn sẽ không thể tập trung đúng mức. Nên tôi cần đặt một chiếc đinh sắt. Tôi luôn đảm bảo đặt nó đúng cách. Điều quan trọng là luôn làm đúng cách. Nó giống như một thói quen. Đó là một công việc đã trở thành thường lệ qua nhiều năm. Bạn hạ cột xuống, hoặc đôi khi bạn hạ ba lô xuống. Chúng tôi không lo lắng về bất cứ điều gì. Chúng tôi biết mình đang làm gì, không có chỗ cho sự sợ hãi. Chúng tôi có những điểm chiến lược trên đường xuống, nơi chúng tôi đặt dây thừng để có thể tiếp tục hạ xuống. Chúng tôi luôn kiểm tra tình trạng của những chiếc đinh. Đôi khi chúng có vẻ tốt khi nhìn lần đầu. Nhưng thực ra đã bị ăn mòn bởi muối trong nước biển và tất cả những gì còn lại chỉ là một vỏ sắt. Nơi biển rất dữ dội. Vì vậy, tôi đề xuất đi lên qua khe nứt. Nhưng mặt vách đá dốc ra bên ngoài trên đường lên nên tôi phải đẩy người mình ra sau để đưa cơ thể lên. Tôi tiếp tục leo lên, nhưng khi đẩy mình ra, chiếc đinh sắt gãy. Tôi sắp rơi xuống đá. Nhưng tôi phản ứng bằng cách đẩy chân ra, tự đẩy mình vào nước. Chúng tôi có thể lấy được bất cứ thứ gì bạn cần ở đây, bất cứ thứ gì chúng tôi cần. Nhưng không nhiều người dám xuống vách đá. Bạn phải có bản tính bình tĩnh và tập trung hoàn toàn. Những vách đá là cánh cửa dẫn vào một thế giới phong phú. Grandasso là một người bạn tốt. Anh ấy là một đồng nghiệp mà tôi đã biết được nhiều năm. Tôi luôn thích làm việc một mình, nhưng trong một thời gian dài nay chúng tôi đã làm việc cùng nhau. Tôi đã gặp một vài tai nạn, vì vậy tôi thích ở cạnh nhau bây giờ. Vách đá không phải là một trở ngại đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi biết đường và biết nơi để đặt chân.
nơi để nghỉ ngơi và nơi để đi lại. Ở đây, khi chúng tôi xuống, mọi người nghĩ rằng chúng tôi đang tìm kiếm kho báu hay một cái gì đó có giá trị. Nhưng điều quý giá với chúng tôi là những loại hải sản chúng tôi thu hoạch. Đó giống như vàng với chúng tôi, vì nó là thức ăn của chúng tôi và cũng là công việc của chúng tôi. Khi chúng tôi ở dưới đó, chúng tôi trở thành một với biển cả. Tôi có thể đi bất cứ đâu với những cọc của mình. Chúng làm cho việc đến các địa điểm dễ dàng hơn, để tôi có thể lấy sò từ trên đá. Những cọc này là bàn tay của tôi. Chúng là một phần mở rộng của bàn tay tôi. Trong những ngày như thế này, khi biển càng dữ dội, như là cách biển nói, hãy tránh xa đi. Đối với những người thu hoạch hải sản, với những lưỡi kim loại, với sắt, những dòng nước này rất nguy hiểm. Khi tôi đã sửa lưới và gắn lưỡi cưa vào cọc, tôi chỉ ngồi trên mép tường và bắt đầu câu cá. Nhưng tôi luôn để ý đến những con sóng to có thể tới. Một bước sai lầm trong khi chạy hoặc thậm chí tư thế sai cũng có thể nguy hiểm. Mỗi ngày, thực sự thích và yêu thích những gì tôi làm, không chỉ thu hoạch hải sản mà còn tương tác với môi trường xung quanh. Thu hoạch hải sản với những cọc này là một nghệ thuật. Đó giống như bạn đã quen với việc làm những gì bạn thích. Cả ngày tôi thu hoạch hải sản với những cọc này. Đó là tất cả những gì tôi làm, vào khi chiều thấp, khi chiều cao, dù nước bình yên hay dữ dội. Một số người thử làm, nhưng họ nhanh chóng chán nản. Vì bạn cần có cánh tay mạnh mẽ và rất nhiều sự khéo léo và chính xác để có thể lấy được những loại hải sản đó. Nếu bạn cố gắng lấy lại nó, vỏ sẽ bị bong ra, nhưng thịt của con giáp xác sẽ vẫn bám chặt vào đá. Tốt hơn là để nó đi, bạn sẽ lấy được nó vào lần khác, đó là tất cả. Bạn không bao giờ cô đơn trên những vách đá. Bạn thường có mặt với các hải cẩu sống ở đây. Chúng hơi giống như những người bạn của chúng tôi. Chúng luôn có mặt ở dưới đáy vách đá. Khi bạn chạm vào chúng bám chặt vào đá. Sò nhồi bám chặt vào đá cũng vậy. Nhưng sau một lát, nếu bạn gõ chúng 2-3 cái, chúng sẽ bỏ ra. Với ốc biển, bạn thấy chúng nằm chồng lên nhau, giống như nho, vì vậy bạn cần phải nhanh tay lấy con đầu tiên và nhanh chóng với những con còn lại. Vì nếu bạn mất quá nhiều thời gian, các con ốc biển khác sẽ nhảy xuống, từng con một. Chúng sẽ cảm thấy sự hiện diện của bạn và nhảy vào nước. Khi nước dữ dội, đối với chúng tôi, nó hơi giống như câu cá kéo theo. Họ thích bắt cá nóc bạc, nhưng bạn không thể câu cá nóc bạc suốt cả năm. Có một mùa rõ ràng và một thời gian khi câu cá bị cấm. Trong đó nhà nước áp đặt các hạn chế để cho phép cá lớn lên và sinh sản. Không có khoảng thời gian nào khi công việc của chúng tôi bị cấm, nhưng nếu biển luôn thuận lợi, sẽ không còn hải sản nữa. Khi biển dữ dội, đó là thời gian cấm của chúng tôi. Như là biển đang nói rằng, đây là đủ rồi, không thêm nữa. Hãy kiên nhẫn để hải sản có thể phát triển, để chúng có thể lớn lên. Sò, ốc biển, cá lưỡi trơn, tất cả mọi thứ. Biển cho phép chúng tôi làm việc với những cọc, và khi nói đến những cọc, chúng ta phải nghĩ đến Jose Mikey, người được biết đến với biệt danh El Zorro hay Con Cáo. Ông là một trong những người tiên phong của kỹ thuật câu cá với cọc. Ông là cha đẻ của những vách đá. Ông dạy chúng tôi những điều cơ bản về những gì chúng tôi làm. Đặc biệt là tôi, làm thế nào để sử dụng cọc một cách khéo léo.
Biên tập video được thực hiện bởi Phong Núi trên kênh Gió Documentary.